This is a bait raid that took place in November 2022. Đây là chuyến đi xe đạp diễn ra vào tháng 11 năm 2022. It is from home around the backside of our house, 5 kilometers. Đó là từ nhà xung quanh phía sau của ngôi nhà của chúng tôi 5 km. This is new. I wonder what they're building. Cái này mới, tôi tự hỏi họ đang xây dựng cái gì? His fields left to dry and the stalks to die. Những cánh đồng lúa khô héo và thân cây chết. Sweet corn still to be harvested. Ngô ngọt vẫn chưa được thu hoạch. New gate fitted. Cổng mới lắp. New sweet corn planted on the right. Ngô ngọt mới trồng bên phải. November, December, January are the winter months, so rice is not grown, but corn is grown instead. Tháng 11, 12, một là các tháng mùa đông nên không trồng lúa mà trồng ngô.
All these fields are planted with corn. Tất cả những cánh đồng này đều được trồng ngô. The house on the left is a new style of building using concrete instead of wood, but still tiled roof. Ngôi nhà bên trái là kiểu xây dựng mới sử dụng bê tông thay vì gỗ nhưng mái vẫn lợp ngói. Another house under construction, but modern style. Một ngôi nhà khác đang được xây dựng nhưng phong cách hiện đại. Home. Trang chủ.